Rồi xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của chị Thủy của chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn của chị Thủy có lên một số cây ghép giống giảo siêu ông Sài Gòn ha, giảo siêu ông Sài Gòn tàn đều đẹp hàng chuẩn cho Tết năm 2024 và cúc hoa hồng Thanh Tú. Với lại là giảo Đào Phúc, cúc Thọ Hương nữa cô chú anh chị ha. Mức giá cũng khá là yêu thương luôn cả nhà. Chỉ từ 700.000 một cây ha. 600-700.000 một cây bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý ha. Hợp nhãn với cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời mình vào clip gặp luôn bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay tại lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú anh chị em gần xa đó thì yêu thích mai vàng nha. Hôm nay em tở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai ha, nó tàn lùng. Hàng này hàng mình chơi bonsai là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Nó cây đầu tiên hôm nay thì em vào luôn là cây mã số là 1C. Rồi. 1C là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây cúc hoa hồng Thanh Tú nè cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Cái cũ rồi cô chú anh chị, hàng già mùa nha. Cái này mình có nút nụ kim hết rồi cô chú anh chị. Hoa hồng Thanh Tú nè, nụ nhỏ vậy là vừa nha cô chú anh chị, nếu mà nụ to quá là nở sớm nha. Đó. Quỳnh thân tại điểm này là mình được 19 nha cô chú anh chị. Gần 20 luôn á. Gần 20, còn ngay cái điểm này thì mình được là 27 nha cô chú anh chị. Cây này có củ đế luôn ha. Tàn thì tròn nha cô chú anh chị. Rồi 1C. Rồi. Dạ chiều cao là mình được 60. Dạ tán ngang là mình được là 67. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700.000, em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 2C là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, 2C là cây siêu bông Sài Gòn đây nè. Đẹp ơi là đẹp luôn, nút nụ thì khỏi chê luôn. Đó, tàn cũng là này là em chưa vô dây chỉnh sửa, em chỉ có dựng cái ngọn thôi nha cô chú anh chị. Thôi còn đi thêm cây đọt này về mình ngắt ngắt bớt mấy cái đọt này ngắn ngắn lại cô chú anh chị ha. Nè, ngắt bớt mấy đọt nè. Đó, cho nó đi nó bung tàn cho đều ha. Cây thì ghép cỡ 4-5 bo, cây này ghép 4 bo cô chú anh chị ha. Cổ nở nè, cái tàn quá đều luôn. Tết này quanh thân tại điểm này mình được 15. Rồi. Này là em lấy chỉ điểm này không à, em không lấy tới cái chót ngọn ha là được 70. Rồi. Tán ngang thì được 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 750 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3C nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, 3C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa. Tổ cây này cái tàn quá bự luôn cô chú anh chị ha. Cái này mà Tết này nó tổ bông một cái mình thấy là ghiền luôn cô chú anh chị. Mà đọt non quá chừng luôn, em không có bấm mà. Cô chú anh chị cái này cô về. Chú anh chị mình về chịu khó mình bấm bấm mấy ngọn chú... này cho nó kẹo cái tàn thêm nữa nha. Cái mấy cây này là đảm bảo là cái cây này là mình được hoành là mình được có 13 nha cô chú anh chị. Cây thì đang làm nụ non nè cô chú anh chị mình thấy ha, đang làm nụ non ha. Dạ chiều cao là mình được là 54. Rồi. Dạ tán ngang là mình được là 81. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700 thôi nha. Rồi, đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4C. Rồi. Dạ 4C, 4C là một cây cúc hoa hồng nữa nha cô chú anh chị. Trời cây tàn quá xá luôn cô chú anh chị. Quá tuyệt đỉnh luôn cô chú anh chị. Nói chung thì hoa hồng thì cô chú anh chị mình lưu ý ha, lúc gài thì cái nụ nó cỡ này là vừa nha cô chú anh chị, là mới lên kim kim về vừa nha. Chứ mà nụ mà còn lên bự nữa là tiêu nha cô chú anh chị. Tổ sớm. Rồi, nguyên cái củ nở đó cô chú anh chị ha. Nguyên sớm luôn bà chú ơi. Dạ hoành thân là được 14,5 em tính 14 nha. Cái tàn đẹp quá. Chiều cao mình được 62. Tán ngang mình được 76. Rồi. Rồi một cây cúc hoa hồng Thanh Tú này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 750.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Tiếp theo cây mã số. Mã số 5C nha cô chú anh chị. Rồi. 5C là một cây siêu bông Sài Gòn nữa. Trời ơi cái nào. Cái tàn kẹo đẹp luôn cô chú anh chị ha. Bộ củ đế cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn nha bà chủ. Rồi, cây này hoành tại điểm này được 18. Rồi. Cái củ cái bệ tròn dưới này là mình được là 34. Rồi. Chiều cao mình là 59. Tán ngang mình là 59 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cây này là chỉ là 800.000 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số.
Mã số 6C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Tàn quá xá, cái tàn đẹp luôn cô chú anh chị. Hàng lâu rất là đẹp nha. À, thông số luôn nha bà chủ. Hoành thân được 14 rưỡi, em tính 14 nha. Rồi. Cây thì đang rất là mạnh ha, số sung ha, đi cái cơ đọt quá ta đã. Cây này thì lùng liền quá đẹp, chiều cao 49. Tá ngang 77. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700 ngàn thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Để tiếp theo mã số 7C. Rồi. 7C cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Hàng rất hàng thuần chậu nè cô chú anh chị ha. Rễ rất là ok luôn ha. Củ đế cây này có luôn ha. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Hoành thân được 14. Rồi. Chiều cao 62. Tán ngang 80. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 750 ngàn nha. Rồi đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 8. 8C. Rồi. Rồi, 8C là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Cây quá tươi đẹp luôn. Nguyên củ nằm luôn ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được 14. Rồi. Cái củ tròn của nó chứ này là mình được là 31. Rồi. Chiều cao mình là 69. Tán ngang mình là 77. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9C. 8C. 9C là một cây cúc thọ hương bông chùm nha cô chú anh chị. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị, đều tàn kẹo luôn cô chú anh chị ha. Cây thì đang làm nụ non nè cô chú anh chị ha. Đang lên nụ non nụ kim hết nè cô chú anh chị. Đó. Nó đang làm từ từ nha cô chú anh chị, thì cúc thì nó sẽ nở rất là sớm nha. Nó nở nhanh hơn là giảo nên là làm nụ sẽ sau nha cô chú anh chị. Cây này thì cô chú anh chị em là ai thích dán trực thì cây này là đặc trưng dán trực luôn. Hoành thân được 15. Củ nở ở dưới nha cô chú anh chị. Chiều cao là 69. Tán ngang là 70. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 10C. Tiếp theo mã số 10C là một cây hoa hồng thanh tú nữa nha cô chú anh chị em mình. Rồi cái này tàn khá luôn ha. À. Nói chung là có cái lô này đẹp không chị ha. Cô chú anh chị. Cái này có cũ luôn, nằm quẹo dặn rất là đẹp ha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được 17. Rồi. Chiều cao 70. Rồi. Tán ngang là 78. Rồi. Dạ rồi, một cây hoa hồng thanh tú này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 ngàn nha. Rồi. Rồi cái này cuối clip luôn hả bà chủ? Cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thị cảm ơn tất cả các cô chú anh chị gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Để rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. À, em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.